Những mẫu đầm đen quyền lực đẹp nhất giúp bạn nổi bật làn da và sang trọng hơn, quyến rũ hơn. Từ lâu gam màu đen đã luôn là một trong những tone màu chiếm trọn được là ai tưởng được tình cảm của nhiều nàng thơ. Không chỉ tone da và hách dáng mà sắc đen còn chẳng bao giờ sợ lỗi mốt, phù hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh. Trên đây là những mẫu đầm đen thích hợp mặc công sở hay dự tiệc đang dẫn đầu xu hướng hiện nay. Bạn hãy tham khảo và lựa chọn cho mình item ưng ý nhất nha. Chiếc đầm đen này được thiết kế dáng ôm, giúp tôn lên những đường cong gợi cảm và quyến rũ trên cơ thể phái đẹp. Phần vai bồng được điểm xuyên thêm một chiếc nơ vừa xinh xắn lại vừa nổi bật. Không chỉ có những chiếc đầm body mới hết dáng mà những chiếc đầm đuôi cá ôm sát lấy cơ thể cũng giúp hội sành mặc khoe khoái được những ưu điểm của mình. Nếu muốn set đồ bớt đi sự đơn điệu, các nàng có thể layer thêm chút phụ kiện lấp lánh nhé. Thêm một chiếc đầm đen xinh xắn nữa dành cho các tín đồ thời trang yêu thích style nữ tính, điệu đà. Vẫn là dáng đầm xòe quen thuộc nhưng nhà thiết kế đã phối thêm phần tay van khắc màu và đính hoa trước ngực để mang lại vẻ nổi bật cho thiết kế. Sắc đen không chỉ mang lại cho người mặc vẻ huyền bí, sang trọng mà tone màu này còn đặc biệt không bao giờ lỗi mốt. Với item này, các nàng có thể thoải mái diện đi làm, đi chơi hay đi tiệc. Mix thêm một chiếc túi màu be để trông thật ton xua ton nhé. Diện đầm đen đảm bảo trông vóc dáng của nàng sẽ thon gọn và thanh mảnh hơn rất nhiều đó, đặc biệt là những item mang form dáng chữ A như thiết kế trên đây. Phần eo đính ngọc cũng là điểm nhấn chính giúp chiếc đầm thêm phần nổi bật. Đầm ôm vốn đã sang chảnh nay được phối thêm phần tay da báo trông lại càng thời thượng hơn gấp bội. Những điểm nhấn cài cắm nơi phần eo của chiếc đầm đen này giúp nàng khoe trọn được đường cong quyến rũ của mình. Form dáng xòe, tay phối khoan, được đính hạt vô cùng lạ mắt, item này chinh phục mọi cô gái ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đầm có độ dài ngang gối giúp những cô nàng chân mũm mĩm che được khuyết điểm của mình. Sắc đen không chỉ mang đến cho người mặc sự duyên dáng mà còn toát lên sự quyền lực, sang chảnh. Bên cạnh đó, gam màu này cũng cực kỳ tôn da giúp nhan sắc người mặc thêm phần thăng hạng. Với item này, nàng diện cả bốn mùa đều tê. Tiệc cực hot được thiết kế bởi người trang nữ hoàng chưa? Ghé website để đến liền để được gặp đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những mẫu thời trang cũng như những chương trình khuyến mại mới của shop nhé.